Năm tướng người nghèo khổ cả đời và cách giải vận giàu lên sau một đêm, tiền bạc ùn ùn kéo đến. Hoan hỷ kính chào quý anh chị đã đến với chương trình Nhân tướng học của kênh Phong thủy may mắn trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Thưa quý vị, theo quan niệm của nhân tướng học thông qua các bộ phận trên cơ thể, chúng ta có thể đoán biết được nhiều điều về số phận con người. Sẽ có những đặc điểm mang lại cát lành, may mắn cho mệnh chủ, cũng sẽ có những đặc điểm mang tới lại hung tinh. Trong chương trình ngày hôm nay, tôi sẽ cùng quý anh chị đi tìm hiểu những nét tướng trên khuôn mặt dẫn tới mệnh chủ luôn luôn nghèo khó và những cách xóa giải vận mệnh. Trong chương trình ngày hôm nay, tôi sẽ cùng quý anh chị đi tìm hiểu những nét tướng trên khuôn mặt dẫn tới mệnh chủ luôn luôn nghèo khó và những cách hóa giải vận mệnh. Xin mời quý anh chị cùng đón xem. Thứ nhất, lông mày che quất ấn đường, hay còn được các thầy gọi đó là tướng số, là bị khóa ấn đường. Ấn đường là nơi tượng trưng cho hoài bão của một người có thực hiện được hay không. Ấn đường nên thoáng đãng, có phần nhô lên. Kỵ ấn đường có nhiều nếp nhăn hay là bị lông mày che quất. Người mà ấn đường bị lông mày che quất sẽ tạo cảm giác ấn đường nhỏ hẹp, khiến cho lòng dạ trở nên hẹp hòi, cũng chẳng dám mơ ước gì cao xa. Họ lúc nào cũng rơi vào cảnh thiếu thốn tiền bạc bởi vận tài lộc chẳng có là bao, cả đời cũng khó làm nên chuyện gì to tát. Cho dù bản thân có nhiều tham vọng cũng chẳng thể biến chúng thành hiện thực, chỉ đành tham thân trách phận, số kiếp kém may mắn mà thôi. Người sở hữu kiểu ấn đường này thường có gia cảnh bần hàn hoặc cha mẹ phải đi làm ăn xa, bồn bà tứ phương. Người này có tính cầu thả, dễ nóng nảy hay cáu gắt và khó kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Cuộc sống của họ gặp nhiều khó khăn vất vả và đến khoảng trên dưới 30 tuổi, họ khó tránh khỏi họa, nhưng nếu tâm lý vững chắc thì có thể vượt qua được. Đặc biệt, nếu nếp nhăn càng ngoằn ngoèo, hằn sâu hoặc là lông mày tại vị trí này càng nhiều thì số mệnh của những người này càng xấu. Theo các chuyên gia tướng số của phong thủy may mắn, những mệnh chủ mà rơi vào trường hợp ấn đường bị khóa như này, tốt nhất sẽ cần thường xuyên nhổ tỉa phần lông mày tại vị trí ấn đường đi, kèm với đó là cần luôn luôn mang theo bên mình một pháp khí trợ mệnh Minh Quang Pháp Bảo để nạp tài kích vận, mang lại bình an may mắn cũng như tài lộc cho mình. Tiếp theo đó là mày rậm mắt sâu, lông mày hỗn loạn. Lông mày còn được gọi là cung huynh đệ, tượng trưng cho khả năng xã giao, hợp tác, kết bạn của một người. Nếu người sinh ra đã có cặp lông mày rậm, đường lông mày không rõ ràng, lông mày hỗn loạn, lại có thêm cặp mắt hung dữ, thì theo nhân tướng học, đó là tướng mặt người nghèo khó. Lông mày là bộ phận có từ khi con người sinh ra. Những kiểu dáng độ ngắn dài, rậm nhạt và của mỗi con người cũng khác nhau. Với những người có lông mày rậm thì mang một ý nghĩa nhất định và khác biệt so với các kiểu lông mày khác. Theo nghiên cứu và ghi chép của nhân tướng học, những người có lông mày rậm đa phần là người có tính cách mạnh mẽ, độc lập trong suy nghĩ, thích làm theo ý muốn của bản thân, theo đuổi ước mơ. Và đặc biệt là những người có suy nghĩ lựa chọn khá riêng biệt, không theo khuôn mẫu nhất định. Sở dĩ nói như vậy vì người này làm việc lúc nào cũng đơn thương độc mã, chẳng thể hợp tác cùng ai. Họ nông nổi bốc đồng, không cân nhắc xem kỹ hậu quả hành động của mình, cũng chẳng hề ngần ngại mà phản bội bạn bè, hãm hại người khác. Có lúc là hành động, chủ đích, song có lúc lại là do họ thiếu suy nghĩ mà chẳng hề để tâm đến những việc đó. Chẳng thế mà cổ nhân xét về tướng số lại nói đây là tướng người hại người, hại cả thân mình. Cuối cùng đều bị bạn bè xa lánh. Ở nhà nhờ cha mẹ, ra ngoài thì nhờ bạn bè, người này chẳng biết đến lý lẽ, nên lúc nào cũng băn khoăn tại sao mình chẳng mấy khi được anh em bạn bè giúp đỡ. Tướng lông mày không tốt nên họ cũng không có quý nhân phù trợ, muốn làm nên cơ nghiệp là chuyện cực kỳ khó khăn. Cũng không cần phải nói xa xôi, đến cả tiền sinh hoạt bình thường thôi, có khi người này cũng phải giật gấu vá vai nữa. Ở một góc độ khác, chân mày rậm lại có ý nghĩa khác. Nam giới lông mày rậm thường cho là ba hoa, lăng nhăng và thường được quan niệm là xấu. Còn với phụ nữ thì những người có lông mày rậm thường bị suy đoán là người có nhu cầu sinh lý cao. Tuy nhiên câu trả lời này thường không được ủng hộ vì tính cách
của mỗi người còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố và có thể là tình trạng sức khỏe. Ví dụ, phụ nữ bị đa nang buồng trứng thì tuyến lông mày phát triển rậm chứ không liên quan đến vấn đề sinh lý. Nhìn chung, những người có chân mày rậm thường nhận được sự yêu quý của mọi người và đặc biệt là họ có sự cuốn hút, quyến rũ, khác biệt mà không phải ai cũng có. Ngoài ra, những mệnh chủ có chân mày như trên cần phải chú ý nhiều, cẩn thận, không sẽ gặp nạn, có họa tù tội và tai nạn. Thường sẽ trong khoảng thời gian từ lúc 26 cho tới 34 tuổi, mệnh chủ có những đặc điểm trên, tốt nhất luôn mang theo bên mình pháp khí, vòng tam hợp quý thần theo tuổi, có tác dụng hỗ trợ hành mệnh, tăng cường vận quý nhân, chiêu thêm các thần hỗ trợ mệnh chủ. Sống mũi gồ, cong vẹo, lộ xương. Mũi là bộ phận tượng trưng cho năng lực cá nhân và khả năng nhận thức của một người. Xem tướng khuôn mặt, người mà mũi nhọn, gầy, lộ xương thì cả cuộc đời cô độc, tính tình cao ngạo nên rất khó hợp tác với người khác, cũng khắt khe, khó tính, lại ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình nên ai nấy đều xa lánh. Người có sống mũi cong vẹo không thẳng, sống mũi gồ lên, tính tình cổ quái, cách đối nhân xử thế cũng khác với người thường. Thích nổi bật hay thể hiện trước mặt cấp trên, song lại có phần vô lý, hung hăng, dễ gây ấn tượng xấu. Trong nhân tướng học, mũi là cung tài bạch, vì thế mà người có tướng mũi xấu thì đường tài lộc cũng khó mà phát đạt. Người mà có mũi gồ lộ xương lại cong vẹo không thẳng thì tài vận cả đời chẳng mấy tốt lành, cần phải có quý nhân hỗ trợ mới có thể nâng cao vận trình. Sống mũi gồ, tướng số nam giới. Người nam giới mà có tướng mũi gồ thường chính là những người gặp nhiều vất vả khó khăn trên con đường công danh, mặc dù vất vả nhưng không được hưởng thành quả mà mình tạo nên hay là bị người khác cướp mất trên tay. Người này sẽ có cuộc đời long đong lận đận, có thể dính vào pháp luật và về già không được sống trong an nhàn, có thể là người khác xa lánh hay là phải đi biệt xứ. Sống mũi gồ, tướng số nữ giới. Sống mũi gồ ở nữ giới nói lên rằng thường mang vận nghèo hèn và vất vả nhiều trong đường tình duyên, phải trải qua rất nhiều chuyến đò, thường bị chồng ngược đãi để sinh nở và nuôi con không dễ dàng. Đối với trường hợp của mệnh chủ có tướng số như trên, tốt nhất sẽ luôn luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây là vật phẩm trang sức hộ thân, có tác dụng kích hoạt tài lộc, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho người sử dụng, giúp mang lại bình an, may mắn hơn cho người sử dụng. Dái tai nhỏ trong nhân tướng học. Một trong những cách để xem tướng mạo, để biết người giàu sang hay nghèo khó, chính là nhìn vào dái tai, hay còn gọi là thùy tai. Phúc lộc trong cuộc sống của mỗi người thường được thể hiện trên phần dái tai của người đó. Ngược lại, những người có dái tai dày được hưởng nhiều phúc lộc, tính tình rất trung hậu, luôn muốn hoàn thiện bản thân. Họ cũng được nhiều người giúp đỡ trong cuộc sống và sự nghiệp. Thường trời sinh có phúc, cả đời hiếm khi phải chịu muộn phiền, giữ được sự an yên trong tâm hồn. Chuyện kiếm tiền dễ như trở bàn tay, chẳng mấy khi phải lo lắng về tiền bạc. Ngược lại, người mà dái tai nhỏ hoặc những người không có dái tai thường không được hưởng phúc lộc, phải dựa hoàn toàn vào sức lực cũng như là sự phấn đấu của mình để có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Thường hay lo lắng, muộn phiền, sợ hãi những điều sắp tới, nhút nhát và thiếu dũng khí. Chính vì thế mà người này chẳng dám làm điều gì liều lĩnh, kiếm được đồng tiền cũng phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Do vị trí này mình sẽ không thể chỉnh sửa được, nên để tốt nhất, mệnh chủ sẽ cần luôn mang theo bên mình trang sức hộ thân, minh quang pháp bảo để nạp tài tích phúc, mang lại tài lộc cho mình. Miệng to, môi mỏng, khóe miệng trễ xuống. Xem tướng người nghèo khó. Nếu ai mà miệng to nhưng môi lại mỏng thì dục vọng nhiều, xong lại thiếu lòng đồng cảm hay nói lời cay nghiệt phê phán người khác không thương tiếc, ngay trước mặt, sau lưng thì lại thích buôn chuyện, bàn tán về chuyện riêng tư của người khác, không được ai quý mến. Thêm vào đó, nếu người này khóe miệng trễ xuống thì đó là tướng lộ tài. Thêm vào đó, người mà có khóe miệng trễ xuống thường có tính bảo thủ, không khéo léo trong các mối quan hệ giao tiếp, dễ làm mất lòng người khác.
trong công việc là người chăm chỉ, có thể chịu khó chịu khổ nhưng lại thích hành động một mình, do đó phải nỗ lực hết sức trong thời gian dài thì mới đạt được thành công như ý. Bao nhiêu phúc khí, tài khí đều theo đó mà trôi hết ra ngoài, khiến cho người này tài lộc ít ỏi, tiền bạc thiếu thốn. Do vị trí này mình sẽ không thể chỉnh sửa được, nên để tốt nhất, mệnh chủ cần luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm trang sức hộ thân có tác dụng kích hoạt tài lộc, chiêu phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho người sử dụng, giúp mang lại bình an may mắn hơn cho người sử dụng. Ngoài những vật phẩm phong thủy để mang theo bên mình, giúp mang lại bình an, may mắn cũng như tài lộc, quý anh chị cần phải chú ý những điều sau. Thứ nhất, hãy nở nụ cười. Nụ cười biểu hiện đến 80% tính cách của mỗi người. Người vui vẻ, tâm sáng, lạc quan thực sự thì nụ cười rạng rỡ, vô lo. Người có phúc tướng, có nụ cười tự nhiên, sảng khoái, miệng cười, mắt cười, khuôn mặt bừng sáng. Người hay nói cười luôn mang đến thiện cảm với người đối diện. Tuy nhiên, cười phải đúng lúc, đúng chỗ. Người chỉ biết cười hả hê trên nỗi đau của người khác thì đó là cốt cách của người độc ác, sớm muộn cũng bị quả báo. Cả đời không có nổi một tri kỷ, thường xuyên khen ngợi người khác thực lòng. Các nhà khoa học đã chứng minh, những lời khen ngợi đều tác động đến vạn vật, thậm chí là cây cối cũng được thích được khen ngợi. Một thí nghiệm cho thấy, các nhà khoa học đã trồng hai cây ở cùng một thời gian, cùng chăm sóc tưới cây như nhau, môi trường sống cũng như nhau. Những thời điểm khác biệt là một cây thì thường xuyên được khen ngợi, nói lời yêu thương, còn cây còn lại thì bị mắng nhiếc mỗi khi tưới. Kết quả, sau một tháng, cây được nói lời yêu thương phát triển tươi tốt, còn cây bị mắng nhiếc thì héo lá, còi cọc. Điều này chứng minh sự ảnh hưởng của tinh thần lên vật chất. Con người cũng giống như những giọt nước, thích nghe những lời lẽ tốt đẹp về mình. Chỉ cần bạn đừng làm trái với cái tâm của mình thì điều gì cũng có thể. Sao phải ngần ngại trao nhau những lời khen ngợi và khích lệ với đối phương? Tâm sinh tướng. Tại sao có những người khi nhìn thấy khuôn mặt đã thấy không thể tin tưởng? Và tại sao có những người vừa gặp đã khiến cho người khác muốn kết thân? Đó chính là tâm sinh tướng. Tướng mạo phản ánh nội tâm của con người. Người luôn nghĩ điều ác, thật khó có thể có gương mặt thiện lương, thánh thiện. Khi phát ngôn thường tự cao tự đại hay cho mình là nhất, thường không giấu được mưu đồ lợi dụng người khác. Kiểu người này, không sớm thì muộn cũng bị lộ chân tướng, dù ban đầu có cố gắng vờ vịt thế nào đi nữa. Người luôn nghĩ điều thiện thì nói năng âm tiết điều độ, nhẹ nhàng, cẩn trọng. Gương mặt nhẹ nhàng, thanh thản, vô âu lo. Muốn thay đổi được tướng mạo thì cần phải có cái tâm thực sự hướng thiện, gạt bỏ mọi hận thù, sân hận và suy nghĩ về những điều tốt đẹp. Chỉ khi thực sự học được cách buông bỏ thù hận, bao dung với người khác thì tướng mạo mới có thể thay đổi. Tâm lý học phương Tây chỉ ra rằng tâm thái bạn thế nào thì cuộc sống của bạn sẽ thành thế đó, vận mệnh của bạn cũng sẽ đi theo chiều hướng ấy. Vì thế và muốn số phận an lạc cát tường phải thực sự khởi tâm thiện, đi đứng, nói năng, ngủ nghỉ, ăn uống. Những người có tướng xấu trong cách hành vi ăn uống, nói năng, ngủ nghỉ thường tập trung ở các đặc điểm sau. Ăn uống nhồm nhoàm, phát ra tiếng kêu chọt chép, ăn không ngậm miệng, nhai, khiến cho đồ ăn rơi vãi, văng ra ngoài. Khi ăn chỉ chăm chăm gắp món ngon, không biết nhường cho ai, vừa ăn vừa nói, trong khi ăn ngồi xổm, ngồi tùy tiện, cúi gằm mặt xuống, ăn nhanh, không nhìn ai, hoặc là ánh mắt láo liên nhìn mọi người. Đây là tướng người cả đời nghèo khổ, không phất lên được. Hoặc trong khi ăn giả vờ kiểu cách làm sang điệu đà quá mức, bỏ thừa đồ ăn. Đây là kiểu người thích cảnh vẻ, tâm tư nhỏ mọn và suốt đời chỉ ganh tị với người khác. Đi đứng lao nhanh về phía trước, cúi gằm mặt xuống, dáng đi tất tả, đi siêu vẹo, dáng chống phẩy, trọng lượng nghiêng về một bên, vừa đi vừa nhìn ngó quanh quẩn, hoặc là đi đút tay túi quần, mắt láo liên, là những người không ngay thẳng, vất vả, không đáng tin. Hoặc là dáng đi uốn éo điệu đà, vừa đi vừa chỉnh tóc tai, là kiểu tướng người dâm đãng, thích làm dáng, thích gây sự chú ý với người khác. Những người này thường có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, đàn bà có thể bị bạo hành. Ngủ nghỉ, nếu ngủ mở mắt, lộ răng hoặc là nghiến răng kèn kẹt là những người có vận khí không tốt. Người ngủ hay giật mình, ngủ không sâu giấc hay thức giữa đêm, thường xuyên mất ngủ là những người hay lo toan, cuộc đời bôn ba vất vả.
Sửa được những tướng này thì bạn sẽ thay đổi được ít nhiều vận xấu, luôn biết nói lời cảm ơn người đã giúp đỡ mình. Câu chuyện một bé trai ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đạp xe giữa đêm tối đã được tài xế ô tô soi đèn dẫn đường suốt một đoạn dài cho tới khi em trở về nhà. Để cảm ơn, bé trai đã lễ phép cúi gập người, bày tỏ lòng biết ơn khiến chính bản thân tài xế ngỡ ngàng. Đây là một cảnh tượng đẹp về văn hóa ứng xử giữa người với người. Câu chuyện bé gái Hải Nam Việt Nam hiến giác mạc của em sau khi em qua đời vì bạo bệnh là một hành động cao cả, một tâm hồn đẹp, được giáo dục đúng chân lý sống là phải biết cho đi một cách vô tư. Hành động của Hải Anh ngay sau đó đã được thức tỉnh biết bao người, ngay lập tức rất nhiều người đã đồng ý hiến tạng, hiến giác mạc cho y học sau khi họ qua đời. Sự tử tế bao giờ cũng như là một bàn tay đưa ra sẽ có bàn tay khác nắm lại, việc tử tế ai cũng có thể làm. Nếu khởi nguồn từ lòng nhân ái, từ bi, thương người như thể thương thân. Để làm được việc tử tế không khó, nhưng đòi hỏi chúng ta cần phải có lòng dũng cảm và kiên định với quyết định của chính mình. Điều quan trọng nhất là ta thực sự phải học được cách cho đi một cách vô tư như trái tim trong veo thuần khiết. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của từng tuổi, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin mong muốn của mình ở phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những